Kính thưa quý vị, ngày hôm Chủ nhật vừa qua, một cặp gấu trúc đến từ Trung Quốc đã hạ cánh xuống đất nước Bỉ xa xôi, chính thức bắt đầu khoảng thời gian 15 năm cư ngụ tại Vương quốc Chocolate. Hạ cánh xuống sân bay Brussels sau một chuyến bay kéo dài 12 tiếng đồng hồ, cả hai chú gấu trúc Xin Hui và Hao Hao đều tỏ ra không hề mệt mỏi khi được chào đón bởi các học sinh người địa phương. Cặp gấu trúc 4 tuổi nói trên sẽ được đưa đến chăm sóc tại Prairie Daisa, một công viên động vật hoang dã nằm cách khoảng 50 cây số về phía tây nam của thủ đô Brussels. Chuyến xuất ngoại của chúng đã nâng tổng số lượng gấu trúc Trung Quốc sống ở nước ngoài lên đến 47 con, được phân bố tại 18 vườn thú ở 13 quốc gia khác nhau. Theo Thủ tướng Mỹ là ông Elio Di Rupo cho biết, sự xuất hiện của Xin Hui và Hao Hao là biểu hiện cho một hành động ngoại giao đáng quý giữa hai nước về mặt văn hóa và chính trị. Việc xuất ngoại cho gấu trúc không chỉ là một hành động thắt chặt về quan hệ ngoại giao và thương mại, hơn thế nữa, nó còn là một cơ hội làm ăn rất lớn dành cho các quốc gia sở tại. Nhằm tạo điều kiện sống phù hợp nhất cho hai thành viên mới, vườn thú Brazil Daza đã chia ra hơn 10 triệu Mỹ Kim để xây dựng một khu nuôi nhốt đặc biệt. Theo ước tính, mỗi năm họ sẽ phải chi ra 50.000 Mỹ Kim để bảo trì khu vườn nói trên, cao gấp 5 lần so với mức chi phí cần thiết để nuôi dưỡng một con voi. Được biết, mỗi một chú gấu trúc mà Trung Quốc cho mượn đều được mua bảo hiểm 1 triệu Mỹ Kim. Hao Hao và Xin Hui được đưa đến Bỉ như một phần của chương trình nghiên cứu và gây giống gấu trúc giữa hai nước. Quyết định đưa gấu trúc đến Bỉ của Trung Quốc đã gây ra một sự phản đối tại nước này, một quốc gia mà người dân nói đến hai thứ tiếng là Hà Lan và tiếng Pháp. Theo một số công dân nói tiếng Hà Lan cho biết, họ cảm thấy tức giận và thiếu công bằng sau khi cặp gấu trúc nói trên được đưa đến một vườn thú ở vùng nói tiếng Pháp.